Tôi thuê xe của chú trở về nhà trong một ngày trời mưa rả rích. Áo mưa của chú đã bạc màu và giọng chú cũng run lên vì lạnh. Đoạn đường về nhà còn khá xa, chú kể là vợ chồng chú hiếm muộn, phước đức lắm sau này mới sinh được một bé. Chú chỉ mong kiếm đủ tiền để con chú sau được bằng bạn bằng bè. Thế giới 4.0, những người cha già dần phải hòa nhập với thời đại, khoác lên mình chiếc áo tài xế công nghệ để trang trải gánh nặng mưu sinh. Những bác tài quá tuổi tứ tuần ngũ tuần như chú vẫn cố gắng thức khuya gần tới sáng chỉ để nhận thêm một vài cuốc xe để kiếm thêm học phí cho con. Ánh đèn đô thị lung linh phản chiếu trên tấm gương chiếu hậu của những chiếc xe cũ như tượng trưng cho ước mơ về cuộc sống đầy bình yên chú muốn dành tặng cho con. Chú có thể không giàu tiền giàu của, nhưng chắc chắn chú giàu lắm những vất vả sớm khuya, giàu số km xe chạy mỗi ngày và giàu nhất là tình thương yêu trọn vẹn cho đứa con bé nhỏ của mình. Một người đàn ông dừng lại ở tiệm hoa để đặt một bó hoa hồng gửi tặng cho mẹ của mình nhân ngày 8 tháng 3. Mẹ của anh ta ở vùng ngoại thành cách đây hơn 50 km và anh sẽ nhờ cửa tiệm chuyển bó hoa đến tận tay cho bà. Đã đặt hoa xong, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên anh ta chú ý đến một cô bé đang khóc thút thít bên lề đường. Anh ta hỏi cô bé có sao không, cô bé trả lời: "Hôm nay là 8 tháng 3, cháu muốn mua một bông hoa hồng tặng mẹ, nhưng mỗi bông hoa có giá 15.000 đồng mà cháu chỉ có 5.000 đồng thôi." Anh ta mỉm cười và nói: "Đi với chú sẽ mua cho cháu một bông hoa hồng thật đẹp để tặng mẹ." Anh ta mua cho cô bé một bông hoa hồng như đã hứa. Khi họ rời khỏi, thấy cô bé đi bộ, anh ta ngỏ ý chở cô bé về sau khi biết cả hai người họ đều đi cùng hướng. Cô bé đồng ý để anh chở đến chỗ mẹ của mình. Cô bé chỉ cho anh đến một nơi vắng vẻ. Phải đến khi dừng xe lại thì người đàn ông mới nhận ra đó là một nghĩa trang. Và cô bé đã đặt bông hoa hồng ấy lên một ngôi mộ sạch sẽ. Người đàn ông quay trở về cửa tiệm hoa, hủy giao dịch giao hoa và anh ta đã mua một bó hoa to nhất, lái xe đến thẳng nhà của mẹ mình. Ngôi nhà cách nơi đấy hơn 50 cây số, nhưng cuộc gặp gỡ cô gái đã cho anh hiểu rằng nếu hôm nay anh ta không đến, có thể những ngày sau anh sẽ chẳng còn cơ hội để đến nữa. Ở một ngôi nhà nghèo tại miền Trung nắng gió, cậu con trai đã xuất sắc giành được vị trí đứng đầu lớp trong kỳ học vừa qua. Người mẹ nghèo vui vẻ hỏi con muốn được thưởng thứ gì và nghĩ rằng món quà đó dù có đắt tiền đến mấy thì chị cũng cố gắng mua để động viên con học tập. Nào ngờ phần thưởng mà cậu con trai chọn lại là một quả sầu riêng. Người mẹ rất ngạc nhiên hỏi tại sao con lại chọn món quà như vậy. Cậu bé nhỏ nhẹ đáp rằng con học là vì tương lai của con. Vì vậy mẹ không cần phải thưởng cho con khi con đạt được thành tích này. Con biết mẹ thích ăn sầu riêng nhất, nhưng mẹ hay tiết kiệm tiền không nỡ mua. Vì thế, lần này đạt thành tích đứng đầu lớp, con muốn xin vật thưởng là quả sầu riêng để tặng mẹ. Con cảm ơn mẹ đã không quản vất vả chăm lo cho con, đưa con đến trường khi sáng sớm và đón con về lúc tối muộn. Cứ thi xong ra là thấy mẹ ngay. Người mẹ đã hứa với con mình như vậy và ngồi ở cổng trường suốt 2 tiếng chờ mặc dù trời nắng nóng. Tối trước ngày con thi, chị đã nôn nao không ngủ được. Người mẹ này chỉ chợp mắt 1-2 tiếng rồi dậy nấu cơm để mang đi cho con ăn trưa, sợ ăn ngoài con không quen. Điểm thi cách nhà hơi xa nên 5 giờ 30 sáng, gia đình chị đã đưa con đi thi vì sợ bị kẹt xe. Trước khi vào phòng thi, con trai chị lo lắng hỏi mẹ: "Đông như thế này, nếu lát con ra không có điện thoại thì biết tìm mẹ ở đâu?" Nghe vậy chị trấn an con: "Con yên tâm làm bài cho tốt, mẹ sẽ ở đây đợi, con cứ ra là thấy mẹ ngay." Giữ lời hứa với con, chị kê 2 chiếc giày dưới đất để ngồi, kiên nhẫn chờ con thi suốt 2 tiếng đồng hồ. Chị tâm sự rằng, con không yêu cầu, nhưng vì đã hứa nên dù con thi mấy tiếng đi chăng nữa, chị vẫn sẽ ngồi chờ. Người mẹ mỉm cười nói thêm, đâu chỉ có kỳ thi trọng đại như thế này, mình sẽ đồng hành, đi cùng và làm bạn cùng con suốt cả cuộc đời. Không thể mua cho con xe đạp, ông bố ngày nào cũng cõng con đến trường. Đây là em Hằng và bố em, dù mưa hay nắng, hai bố con vẫn đưa nhau đến trường. Nắng, hai bố con cùng nhau đi bộ. Mưa, em được bố cõng trên lưng. Cũng như hầu hết các em học sinh ở Công Đa Tuyên Quang, nhà hàng vô cùng khó khăn. Các em nhỏ ở đây hầu như sáng đi học phải mang cơm đi. Có em chỉ có chút cơm trắng để trong túi ni lông để ăn cả ngày. Nhưng bố của Hằng vẫn quyết tìm mọi cách để em được tiếp cận với con chữ, không phải nghỉ học giữa chừng. Vững chãi nhất trên cuộc đời chính là đôi vai của bố. Mẹ ơi, bây giờ con có lạnh như mẹ lúc đó không?
ở một miền quê hẻo lánh, nơi đó có người phụ nữ sống một mình dù bụng mang dạ chửa. Vào một đêm giông bão, trời rất lạnh lẽo, chị ta đau bụng dữ dội và hiểu mình sắp sanh. Cô quyết định đi xuống thành phố ở khá xa. Để đến thành phố, cô phải đi qua một chiếc cầu nhỏ. Khi tới giữa cầu, cô ấy đau đến mức không thể đi được nữa. Và cô ấy quyết định luôn xuống gầm cầu và cô ta hạ sinh con mình ở đó. Sáng hôm sau, một người phụ nữ khác đang chạy xe qua cầu thì xe bỗng dưng chết máy. Khi xuống xe kiểm tra thì cô nghe thấy tiếng khóc nhỏ vang lên đâu đó. Cô ta xuống dưới chân cầu và phát hiện một đứa bé được quấn ấm áp trong những lớp quần áo dày của người mẹ, còn người mẹ đêm đó đã chết vì lạnh. Người phụ nữ tốt bụng ấy đem đứa con về nuôi. Sau này vào sinh nhật lần thứ 10 của nó, cô đã kể cho đứa bé câu chuyện đó. Những tưởng đứa bé sẽ khóc sướt mướt nhưng không. Đứa bé chỉ yêu cầu cô dẫn nó tới mộ của người mẹ qua cố. Dù trời đang vào đông lạnh giá, cô vẫn chở đứa bé đi. Đến nơi, đứa bé bảo cô để đứa bé được ở bên mộ mẹ một mình. Cô liền đi ra xa nhưng vẫn để mắt tới đứa bé. Đứa bé đứng trước mộ mẹ nó, lần lượt cởi từng lớp áo khoác, áo len, quần dài của mình ra đến khi chỉ còn một chiếc quần đùi. Đứa bé bật khóc nức nở và ôm mộ mẹ mà hỏi: "Mẹ ơi, bây giờ con có lạnh như mẹ lúc đó không?" Nhà không cần quá to, chỉ cần nơi đó có bố và mẹ. Dù cuộc sống có hiện đại như bây giờ, hay có tranh nhà mái lá như ngày xưa, bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, cha mẹ cũng là người yêu thương con cái vô điều kiện. Dù cha mẹ có già yếu, mắt có mờ, chân có đau, thì người họ nghĩ đến đầu tiên vẫn là con cái. Có phải chăng con cái chính là một phần thân thể của họ? Khi mà từ một bào thai nhỏ bé trong bụng mẹ, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, nuôi nấng chúng ta từ khi lọt lòng đến khi khôn lớn thành tài. Chỉ có cha mẹ mới yêu con vô điều kiện, còn thế giới này phải có điều kiện thì họ mới yêu con. Con cái đau một thì cha mẹ sẽ đau 10. Cha mẹ luôn luôn là người suy nghĩ vì chúng ta, cho đến cuối đời họ vẫn vì con vì cái. Thậm chí những lúc già yếu, ốm đau bệnh tật, cha mẹ cũng sẽ không muốn phiền đến con cái vì sợ trở thành gánh nặng cho chúng. Nhưng đôi khi, con cái thì ngược lại. Sau này khi cha mẹ già yếu bệnh tật, không ít người con muốn vứt bỏ đi gánh nặng ấy càng nhanh càng tốt, mà không hề nghĩ rằng mình đã từng là gánh nặng của cha mẹ hàng chục năm trời. Ắt hẳn, khi đã là một người con, ai ai trong chúng ta cũng mong muốn mình phải thật thành đạt, giàu có để có thật nhiều tiền chăm sóc cho cha mẹ. Chúng ta muốn đủ của ngon vật lạ, thậm chí cho cha mẹ tiền tiêu đủ đầy. Nhưng có lẽ bạn đã quên một điều rằng, tất thảy những thứ đó cha mẹ không cần đến. Họ chỉ cần được nhìn thấy bạn khỏe mạnh, bình an vô sự. Thấy bạn ở cạnh họ mỗi khi họ đau ốm, được cùng bạn ăn bữa cơm là họ đã cảm thấy yên lòng. Nhưng mấy ai hiểu được điều này khi cuộc sống bộn bề lo toan, thời gian chúng ta ở cạnh cha mẹ ngày một ít đi, thậm chí việc ở cạnh họ một ngày cũng là điều khó khăn. Đã đến lúc chúng ta nên hiểu rằng thành công, giàu có cũng không thật sự hạnh phúc bằng một giây ở cạnh cha mẹ. Đã đến lúc chúng ta nên suy nghĩ nhiều hơn về tình thương hiện tại mà chúng ta dành cho họ. Đừng để đến khi cha mẹ không còn, muốn hiếu kính thì cũng đã muộn. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.